tuổi, ở tuổi dân phố 5, cho tuổi dân phố 2, phường Nguyễn Liêm, thị xã Đức Phổ. Hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt là khó khăn. Cô có một người con gái và một anh này, hai đứa con. Nhưng mà có người con gái thì cũng có chồng, nhưng mà nói chung là cũng khổ. Rồi sau đó chồng đó, chị hai chồng có hai đứa con thì chị lo cho anh với mẹ. Nên là người chồng mới nói là thôi bây giờ nếu mà lo cho mẹ với anh này gánh nặng nhiều quá thì thôi vậy anh không có ở được, nên anh bỏ đi luôn, bỏ lại mình vợ với hai đứa con. Thì bây giờ chị đó chỉ phải bán gánh trái cây ở ngoài chợ đó để kiếm tiền chỉ nuôi người mẹ ruột và anh ruột. Bây giờ chị không thể bỏ mẹ với anh chỉ được, chị phải đành nuôi hai đứa con mà nuôi một người mẹ với một người anh như thế này. Nhưng mà mẹ thì bây giờ rút tay rút chân hết nằm chỗ, còn người anh thì cục tay cục chân cho tướng đoạn á. Bây giờ cũng lép đi miết ngoài đường, anh đãi xe lan anh đi ngoài đường hoài, ai cho chị ăn đó. Bữa nào chị về thì kịp nấu cho ăn. Bây giờ hai mẹ con nói chung là cũng rất là vất vả. Vì mình chị Phương á thì chỉ đi nuôi. Giờ chị đâu rồi chị? Chị đi chợ bây giờ còn bán trái cây. Bán trái cây chỗ nào đi? Bán trái cây ngay cái góc chợ. Dạ, con chào ba. Dạ, con chào chú à. Dạ. Mình ở đây nhà một mình hả? Có cô chia vẻ cho cô chú. Chú nói không có được, chú bị cái đứa họng, chú nói không có được. Chân tay cục hết rồi gót lên như vậy đó em, mà cái chân tay gót miếng cái thỏ chú không được, gót lên vậy đó. Còn cô Huệ thì nằm chỗ vậy nè, tới bữa thì chị Phương á, sáng phải tranh thủ dậy sớm vệ sinh cho cô, rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi để nó đi chợ, bón cái cây, rồi trưa tranh thủ chạy về cho anh với mẹ ăn. Ăn uống rồi chị lên chợ nó bán trái cây tiếp, rồi nuôi hai đứa con đi học nữa. Nhưng mà cái thằng lớn đó, bây giờ không có tiền học nên nó nghỉ rồi, không có tiền bỏ học luôn rồi, rồi bây giờ chị nó nuôi, nó đi kiếm làm tiền nó nuôi phụ mẹ. Hôm bữa bảo là nhà mình có bị ảnh hưởng gì không? Có cái con rồi. Chú rồi bây giờ chú không có nói được mọi người, chú không nói được mà chú là bị cái chân này là từ lâu rồi chú. Trúng đạn. Thì trúng đạn ngày xưa á. Đúng rồi. Bà năm nay bà bao nhiêu rồi? Nó không có được. Ấy em hỏi chị á, hỏi chị là bà năm nay bao nhiêu rồi? 91 tuổi. Bà 91 tuổi là bà nằm vậy hoài thôi á bà. Nằm nó không có được, cái chân mày bị sao vậy? Cái đầu á. Cái chân mày của bà bữa nay bị do đây. Bị té. Chắc bị té hả? Chắc rớt té xuống giường. Bị té. Trời ơi tội nghiệp quá đi à. Nói chung mình chị Phương mà chỉ phải bán gánh trái cây chứ nuôi hai đứa con và một người mẹ ruột và một người anh ruột em à. Khổ cũng khổ lắm. Nhà cửa thì cũng ở tạm bợ vậy thôi chứ cũng phải nhà của mình nữa. Nuôi hai đứa con đi học, một đứa lớp 9, một đứa lớp 6, một đứa lớp 11, nhưng mà đứa lớp 11 đó nghỉ học rồi. Về đi bán bán cà phê. Phụ nó bán để nó kiếm tiền nó phụ nữa. Chú nó không được mà tay chân thì trúng đạn ngày xưa. Đó, tội nghiệp không? Còn bà thì bây giờ bị cũng bà cũng bị tật mà nằm đây. Rồi cô rồi giờ có một người con của cô á là bán trái cây trên chợ. Chợ mới Đức Phổ. Dạ, bán trái cây trên chợ chỗ nào hê? Chợ mới Đức Phổ hay chợ gì Phương? Chỗ nào hê? Chú Hà Dũng, quanh xuống một phút là thắng. Rồi bây giờ để cho ông bà ở nhà dạy e, cho ông bà ăn uống rồi. Chị cứ để bán xong rồi dịp cái cây đi về cho tắm rửa rồi cho ăn cho uống rồi nuôi. Rồi hai đứa con nữa. Cũng tội. Rồi vệ sinh này rồi, kia là cũng một tay lo một hết mình luôn. Chị Phương lo hết chứ. Là một mình chị là lo cho rồi là mẹ. Với lại là anh hai đứa con. Xong rồi hai đứa con, chồng thì bỏ đi rồi. Bỏ rồi, chồng nói là bây giờ hả nuôi mẹ với nuôi anh là anh không có ở được. Kêu gánh nặng gia đình nó không ở được, nó bỏ được. Người chồng là bỏ đi rồi, bây giờ chị đi bán trái cây chưa về nè, cô chú thì đang chú thì đang ngồi đây căm bà. Mình bà cứ nằm đây về hoài nè. Bà muốn nói gì hả? Nói không có được. Muốn nói lắm nhưng mà muốn nói mà không nói được hả? Thôi bà cứ nằm đó nghỉ nha, con tới con thăm bà một tí ha. Dạ con hiểu rồi. Em muốn nói cái gì á? Muốn nói gì đó mà nói không được. Tội nghiệp quá. Thôi bây giờ thì ngày hôm nay là con cũng biết hoàn cảnh của mình như vậy á. Cho nên là đây con ngồi đây cho bà nhìn để bà ngước lên tội nghiệp bà. Rồi, con cũng tới đây hỗ trợ mình chút ít nha. Có gì là chuyện ghi cho chú rồi chú giữ tiền.
Rồi có gì chú đưa cho cô Phương mua đồ về cho bà ăn nha. Rồi rồi bà cảm ơn, con biết đúng rồi. Dạ thôi bà đừng nói, con không hiểu bà rồi. Con hiểu bà muốn nói gì rồi. Dạ. Tội nghiệp quá à. Rồi bà dán ăn uống vô đầy độ vô nha. Dạ. Bây giờ cái hoàn cảnh của mình thì con cũng nay mặc cho mạnh thường quân á, con gọi cho chú chút ít. Rồi cái gì chú về chú đưa cho cô chị Phương nha. Rồi chị Phương mua đồ ăn rồi nọ trang trải cuộc sống cho chú nha. Đó, thì bây giờ chị là vừa chăm cho bà mà vừa chăm cho chú nữa, cho nên là hoàn cảnh cũng khó khăn á. Chồng thì bỏ đi rồi. Dạ. Ấn hả? À, nhưng mà tại sao mình không nói được à? Nó quá lúc được. À, cái lưỡi mình bị ngắn đúng không? À, cái lưỡi của mình bị ngắn cho nên là nói nó sẽ bị hổng được. À. À, nói hổng được. Dạ rồi con hiểu rồi. Còn cái này là hồi xưa là mình trúng đạn à. Là cả tay cả chân luôn. Dạ, bị bao lâu rồi chú? 5 năm. Bị 5 năm hả? 5 năm hay 50 năm? 50 năm. Đây. 50 năm. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? 53. 53 tuổi, chú 53 tuổi. À, làm đúng là tôi đi biển. Đi biển về là hai anh em rồi phụ với nhau nhưng mà bị tai nạn. À. Cho nên là bây giờ là già luôn chứ không có đi làm được nữa. Nghiệp ghê luôn. Chung là con cũng cố ít đồng nhiều con gửi đây là một hồi nó chú về chú đưa giùm cho chị giùm con nha. Rồi, 1, 2, 3. Đó, bây giờ con còn 4 triệu. Ngày hôm nay con đi nhiều quá, con cũng cao hết rồi. Cho nên là con còn 4 triệu rồi con đưa cho chú nha. Rồi chú về chú đưa cho cô Phương. Đấy, cô Phương mua đồ ăn cho đồ ha. Với lại con có một cái phần quà nhỏ nữa. Đây, phần quà nhỏ này là còn có cái này là ngũ cốc để mà mình pha mình uống ha. Mình pha mình uống rồi, cái này là chắc chị Phương biết. Rồi, còn cái cháo này cháo dinh dưỡng á, mình đun sôi lên. Mình đun nước nó sôi lên, mình thả nguyên cái bịch này vô trong nồi luôn. Rồi cho kiểu giống như mình hâm á. Giờ mình hâm là mình hâm có cái bịch này luôn. Xong nó nóng lên rồi, mình cắt cái đầu này mình đổ ra tô là mình ăn liền. Là cháo này là có thịt thăn rau củ rất là ngon. Rồi có một cái nữa là một cái đèn pin. Đèn pin này là mình sạc điện. Mình sạc điện xong rồi mình nhấn cái nút này mình xài. Được hai công dụng là vừa đằng trước vừa ngay chỗ này. Là khi nào cúp điện thì mình sử dụng mình xài nha. Dạ rồi. Với lại trong đây có một chai dầu nữa. À, còn con gửi đây cho chú luôn nha. Dạ thôi đây con để lên đây cho. Chú nhớ cấp 4 triệu nha. Rồi về đưa cho chị Phương mua đồ ăn thuốc rồi cho uống cho mẹ con. Sao chú đi mấy trời tối rồi chú cứ đẩy xe đi mấy vậy? Mà chú đẩy xe đi đâu? Đẩy xe lên đi ngoài đường. Đi ngoài đường. Nhưng mà sao không ở nhà trong bà mà lại đi? Tối rồi đó mà 7-8 giờ mình thấy đẩy xe xuống dưới kia. Ừ, đi ngoài rồi. Không có đi nữa nha. Tối lại tối mình xuống dưới đường nó tiền nha. Vậy bây giờ chú chơi chị Phương á, chị đi bán ngoài chợ để kiếm tiền để mà lo. Rồi gọi điện cho chị nói chị là chú giữ 4 triệu đó. Bây giờ là từ giờ tới cái lúc mà chị Phương về là không có đi đâu nữa hết. Đi ra ngoài kia lỡ người ta biết có tiền trong túi người ta dụ người ta lấy mất tiêu à. Nha. Giờ ở nhà coi bà giùm con nha. Không có đi nữa nha. Biết rồi. À biết rồi. Nhưng mà giờ mò hồi cũng đẩy xe đi nữa à. Đấy cái xe này á hả chị? Xe chị xin nó xe lan cho đi á, cái hồi bữa à. Lết đi rồi, lết chị đắp á. Lết chị đi, đắp chị đi vậy đúng không hả? Chứ không có đi xe, không có xe mà mới chị mới xin cho chiếc xe. À vậy là chắc là mới có xe cho nên thích quá cho nên là mới muốn đi hoài đúng không? Chứ bình thường là chú lết hả? Lết chị đắp á, chú lết biết cho tội, lết chân lết mong sao? Chú lết hoài chứ chú không có xe đâu đi được. Chú lết đi với chú đường xá chú đi, ai cho gì ăn đó. Rồi. Nội dữ trời. Cho, vậy là cho cô chăm cho cô chăm cho cô cho nên vừa người lấy tiền bỏ vô ngay cái bụng cho cô à. Lấy đi lấy đi chăm ơi lấy cho bỏ cô để chú lấy chú mất tiền lấy tiền à, à, để chăm lấy để chăm lấy tiền à, chú lấy tiền đây đi chú à tiền, bây giờ đưa cho bà giữ cho bà giữ à đưa bà giữ đúng rồi chú đi biết à chú đi biết người ta dụ người ta lấy mất tiền của chú nha đưa cho bà giữ rồi một thời đưa cho bà giữ là bà nó cũng Phương về lấy nha. À, bây giờ con đi để đâu cho bà để trong bụng để trong bụng giỏ áo rồi để trong áo cho bà để tao để nó để mình để dưới gối được không đó. Con để dưới đây cho bà nha tao để chăm để đi chăm đĩa đi
để trong bụng á. Thôi để chú biết chú để đi, để chú để cho chú bà. Đó, rồi. À để đó mà giữ cho bà hả? À, à đó. Rồi để trời. Rồi. À bà giữ cho con. Kéo cái áo mà lên đi ăn. Để cho bà. Cho bà để mua cá cho bà. Để mua cá cho bà ăn nha. Rồi để ra mà bà nhớ mà đưa cho chị Phương ha. Rồi cái này của bà bị té nè. Trời ơi. Sao mà đi bị té vậy trời. Áo ở chỗ nào vậy? Thấy má áo lên bà lên. Rồi. Thôi bây giờ con xin phép bà con về nha. Thôi bà đừng có nói, con hiểu rồi, bà nói mà bị mệt á. Nha. À, con xin phép chú con về nha, ở nhà coi bà nha, không có đi chơi lang thang nữa nha. Đi mệt khổ vậy trời. Rồi, thôi đi. Rồi, đi nha. Đi. Ở đây có con bé nè, bé hợp gì nè. Con bé Phương nè, cho nè, tiền mẹ nó nuôi hai anh em nó, rồi nuôi một chị nuôi một mẹ nữa. Rồi, con đi nha bà. Đi đi nha. Bé ơi. Bà quá à. Để cô trăng cho 4 triệu bà trăng mình bà đó nghe con. Rồi chú. Nghe bà. Không đi nha. Để cô chừng cái nè. Ở nhà coi bà. Không. Ra đây cô để kỹ cho nè. Coi bà không đi nữa nha. Ra đây. Để 4 triệu trăng người bà đây nghe. Ừ. Có gì đó. À cho con về. Con về đó bà. Con về nha chú. Con về luôn chú. Về nha bà. Rồi.